liên quan đến tin Việt Nam. Một chuyện dở khóc dở cười xảy ra tại phi trường quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng từ tháng trước, nhưng nay mới được tờ thanh niên thuộc lại vào ngày 6 tháng 4. Theo đó, hãng hàng không Vietjet có chuyến bay từ Hải Phòng đi Buôn Ma thuộc, dự trừ có cánh lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 18 tháng 3 tuân thủ quy trình bay trước lúc cất cánh từ 5 giờ 30 phút đến 5 giờ 58 phút. Phi công chuyến bay đã gọi tháp điều khiển không lưu phía trường các bi hơn chục lần trên tần số liên lạc và ba lần trên tần số khẩn nguy để đối phối hợp thông tin chuyến bay, nhưng không thấy kiểm soát viên không lưu trả lời. Phi công sau đó đã phải liên lạc với giới hữu trách hàng không ACC tại Hà Nội để thông báo việc mình không gọi được với tháp điều khiển phi trường các bi. Sau đó, ACC Hà Nội đã liên lạc với tháp điều khiển các bi. Khoảng 6 giờ kiểm soát không lưu tại các bi đã liên lạc với phi công chuyến bay trên để kịp giờ khởi hành. Thời điểm đó, tại tháp điều khiển phi trường các bi chỉ có hai nhân viên, gồm một kiểm soát viên trực điều hành bay và một nhân viên kỹ thuật. Kiểm soát viên quản lý kiếp trực chỉ có mặt vào chiều tối cùng ngày. Phi công hãng Vietjet nêu nghi vấn kiểm soát viên của các bi đang ngủ khi người này gọi. Báo Thanh Niên cho biết thêm, một vị giới chức ẩn danh của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM xác nhận có vụ việc nêu trên và nói phi công đã gọi sớm hơn giờ dự kiến. Theo camera quan sát tại phòng điều hành, khi phi công gọi thì kiểm soát viên không lưu, không đeo headset, tai nghe và micro điều khiển, nên không biết được có cuộc gọi, vị này cho biết thêm. Trong vụ này, cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai kiểm soát viên không lưu tại các bi, đồng thời tước giấy phép hành nghề 2 tháng. Tuy vậy theo báo Thanh niên đã có tiền lệ về chuyện kiểm soát viên không lưu ở các bì ngủ gục